nghe gì không? Sao lớp bên kia có cái gì rộn ràng quá nè? Loa loa loa, tin vui đến nhà, chào mừng xuân tới, mau hòa mạng mới. Một gói tiện ích 6 gói cước hay, tiện ích mê say giá siêu tiết kiệm. Wow, xuất khẩu thành thơ luôn. Sao bữa nay hào hứng quá vậy Minh? Thì đầu xuân khai bút để năm học mới học hành tiến tới. Tôi đang tâm đắc với gói tiện ích của Viettel, có đến 6 gói dịch vụ để lựa chọn đó Ngọc ơi. Gói đọc báo, tin tức hàng ngày, gói học tập, quá thương điều hay, gói sổ số, kết quả tới ngay, gói Facebook cập nhật liền tay, xem phim nghe nhạc, tốc độ thần kỳ, lưu lượng vô hạn, không giới hạn chi, gói ngày tuần tháng, lựa chọn khó gì, nào cùng đăng ký, không cần nghĩ suy. Thì ra là gói tiện ích, lưu lượng không giới hạn là còn có tốc độ cao. Ngọc cũng đi đăng ký đây. Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.